Và chào các bạn, chào mừng các bạn đến channel của mình. Mình là Chắc Việt Nam Gaming. Hôm nay mình sẽ quay video về Minecraft. Đây là sinh tồn, map sinh tồn của mình. Rồi đây là hàng chị của mình. Và mình sẽ, đây là sinh tồn bách 2. Nay chắc là video khoảng 30 phút thôi, nên các bạn hãy ấy đậu phộng. Mới đây tối mẹ rồi, sáng đây qua vô người ta tặng quà, hu hu hu, ta ông già Noel túc bụng. Ê mấy người có lấy đồ chưa, lấy đồ trong hộp gươm á, trời ơi không lấy, ngu người. Tụi nó vô mình lấy thôi cũng đủ mấy người buồn bịch tề. Có rìu nè, có đá nè, rồi có đất gì nè, không biết. Tôi lấy rồi. Mấy người đâu? Where are you now? Ngu người, gáp ra cái bút ton vô trả đồ nè. Xuống dưới đây luôn. Nè. Chưa ai vô hả? Chưa, lấy đồ nè mày. Lấy đồ không? Lấy lại. Good boy Việt Nam con trai má. Rồi, ai con gái bên đội mi rồi, đúng là con gái. Gì đó, ai vậy, ai vậy? Cho xin hỏi, nó con trai mà. Nè lại đây nhận. Nó đi chứ tôi kìa. Cảm ơn ông đợi ông. Ý thằng kia hả? Thằng tên gì quên rồi, mới nói ừ. Không có. Bị bở. Đi đi theo tôi. Trời ơi, nhà của tôi đấy. Nhà dành cho hàng nước đó. Ê. Quên, không bật chế độ không phá lóc. Cái thằng khủng đó rồi kìa. Thằng nó cho biết gì nha mà. Ờ, nó biết bơ kìa gì sợ nó. Mấy người kêu nó ở chung mấy người chưa? Dạ. Rồi làm ba cái gì vậy má? Chó ngủ rồi vậy? Chó cái gì?
Trời, trong gươm cả đống ruộng ai lấy ngu người. Ơi, cho tôi coi. Chanh ơn ông là gì? Ok. Là chó bạn cho đồ á. Cái thằng Good Boy nó đang làm bạn tôi, bạn thân thiết nhất thế giới. Thì hả? Ai biết. Hỏi thằng này, thằng này lớp mấy? Cho lớp 12 chết. Mấy người yếu hơn một tuổi. Ừ. Cái thằng kia ta canh cửa cho mày vô mà mày không vô mày lo đi đâu vậy? Đi chết hả? What the fuck you? Tôi xin no pe. Mấy tụi bay đi chặt gỗ gì đây? Tại chơi mai gác mà không chơi Facebook. Cung kia. Đi đâu vậy? Chém đứt đầu bây giờ. Mr. Ship cho đồ mà mẹ. Bạn đi đâu? Kìa, thằng mang quý ngô á. Trả cho mấy người cái ghiều nè. Đó. Hả? Nó chơi ghiều của tôi mà quê. Nè, cháu ơi, cháu kiếm nè. Đi đâu vậy Good Boy? Tưởng nó tôi luôn vậy. Nhà mấy người nha. Không. Không được, tôi cũng chưa bao giờ qua nhà mấy người luôn. À, có qua nhà. Vô đây. Này thì giỡn bố. Ủa, không có gì vậy? Bố lấy con bắn đứa chết nè. À, ngẫu à. Ngẫu à, cướp đồ. Chết chưa? Vô cầm kiếm nè. Giỡn bố hả? Hả đâu rồi? Ê mẫu à. Dùng kiếm chém đứt đầu nè. Phục phục. Bánh hụt. Đi ra. Ê bê, rồi bị kẹt. Bố bắn chết bây giờ. Thằng Cút Loi kìa. Ờ, không có đồ ăn gì, có đồ ăn không cho coi. Tự mà giết rồi xử. Rồi hiểu nguyên. Được 4 người nè. Đâu có bị khoát đâu, mấy người vẫn còn mà. Quê sệ, quê ăn bà lù. Vô nhà mấy người nha. Ơi, thanh niên kia đang chạy vòng vòng. Thanh niên kia đang chạy vòng vòng làm gì vậy? À, thanh niên đang chặt gỗ. Nó đang đó hả? Thằng tên gì biết gì đó. Mr. Chip. Giấu đâu? Giấu đâu hả mẹ? Khai ra cho ta. Ta chém đứt đầu nó bây giờ. Gấu đâu? Gấu là niềm vinh hạnh của ta. Ta bắt nó về ăn thịt. Giá cho thằng đó chết. Bạn, nó đang chặt gỗ hay nhỉ? Nó nói thằng bạn tôi.
nè, cho nè, chạo nè, cho là cho nè. Mấy người có táo chưa mà nói. Có thiệt á. Có gấu nè. Gấu. Đậu xanh rứa. Đừng quýnh nó cho nó đấu với tôi. Biến. Đừng. Cho nó quýnh tôi. Biến đi. Ngủ đi. Ngủ. Đói bụng đi ơi, không có đồ ăn, chết đói em có một. Tôi lấy rồi. Nhiều lắm cá đó mà. Lên hai lên bẩn đi. Lên 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 lên. Ngủ à con ơi. Thanh niên kia chưa ngủ hả? Bạn chị cũng chưa ngủ. Coi chừng nó giết mày. Được chưa? Tôi nói chứ ngủ rồi. Sáng rồi, sáng rồi ngủ. Tợ tôi mới vừa nha. Thằng khùng kia. Đi bà con ơi, anh em subscribe quá. Đi đi siêu giá. Đi câu cá à. Ê anh em, đừng. Trời ơi, trời ơi. Bố giết em nè. Tôi cho nó cả đống đồ luôn. Bình xuống không cho chạy gì. Tôi cho cần câu nè. Cần câu nè. Anh em subscribe quá. Đi câu cá bạn Hân. Nè. Câu cá, câu cá. Vậy? Ừ. Hai đứa đang thân thiết, còn ta với thằng này đang thân thiết. Câu cá. Tôi đang đi câu cá. Đương nhiên là thấy. Còn bởi hình gì nhỉ? Bê na na. Hiểu ha. Nó bị hốt hoài vậy. Bị ghê nè. Tôi với thằng này đang câu cá. Vô lẹ nha, trước khi có một leader vô. Ồ, mới đi câu đựng cá. Mấy người muốn có tự làm đi. Câu tiếp đi, không bị hư đâu. Thiệt á, cái đó không bị hư thiệt luôn á. Ôi mới câu là có liền. Đậu phộng. Gấu. Bên này cũng có gấu rồi đóng nè. Ôi câu được cá nóc độc hại. Có một con cá vậy. Con gấu này hình như nó ăn ít lắm. Ừ. Thu đi ăn cơm. Nó bay thằng này nè, good boy á. Quá, nó đang đó hả? Thôi tôi là ăn nghèo bà con ơi. Xăm boy lại cho cũ đi. Này, giờ thằng này đang đi ăn cơm cho nên thằng này không có được chơi tôi được rồi. Bố đánh nha. Đừng có thấy vết băng không? Tôi đang ở băng nè. Thấy vết băng cao nha. Đâu? Ở nè. Rồi hôm sau mấy người đi xa vậy? Nó nhà quỷ đó. Đâu? Thấy rồi. Kệ mấy người đi. Tôi thằng này ở đây yên bình. Mấy người dái mấy người chết đói.
Ngay trên đó không có gian nè. Hát cơm không? Tụi bay lại cho cú đi. Ha ha. Tụi bay chích đó, tụi bay sẽ mất hết đồ. Ta sẽ chỉnh vậy đó. Chích đó đi ba. Chết không mất rồi nha. Good boy là thằng bạn của tôi đó. Giờ nó kết bạn của tôi rồi đó. Bạn đâu rồi? Đâu rồi? Mấy đốn đi rồi. Mấy người ở đâu vậy? Đừng nói hồi nãy mấy người đi nè. Mấy người đi đâu vậy? Câu cá gì không? Có ở nhà không? Có. Mới lạ. Câu cá không? Tôi cho cá. Không câu thôi, tôi cho câu mình. Tôi không cần cho ai đâu. Tôi câu nha. Quất. Một hiếp con cá. Hai hiếp con cá nữa. Dạo này tiết rơi là có cá. Cái hàng quỷ bạn đâu? Đi đâu vậy? Đi dụ đâu lắm hả? Dụ được tôi hen á. Thì nào không được. Gấu con đâu biết quấn. Gấu mẹ biết quấn. Dè hả? Có gì không? Chỗ nào vậy? Chỉ đường thôi. Tôi bơ vơ bệnh đây buồn nhiều quá. Đi về đó, tôi về tới nơi còn thằng đó đâu? Thằng đó. Thằng đó chưa về. Bên kia không? Xe bét. Nào. Không mệt quá. Chỗ nãy á. Được phải. Lan em mới vừa cho toàn người ta dạ không có con gái của mình đưa á. Đậu phộng chỗ này cũng có con chân làng đó nè. Ừ. Ôi chết đói rồi nè. Trời ơi tôi bị nhiễm đập chất độc da cam. Mấy người đâu? Tôi đang đi vòng vòng. Ủa, nên chỗ mà băng nhiều nhất ở đâu nhỉ? Tôi biết mà. Không, chị lẹ rồi. Chị thích đó chết rồi rồi. Hèn đi chậm. Chết đại đi. Tôi còn miếng máu thôi nè. Một miếng máu thôi cũng đủ rồi. Đi đâu vậy? Đi chơi. Hồi tôi tay là boss là chỗ cũ. Tìm rồi người. Bị nhiễm độc chứ bị nhiễm gì? Còn 14 giây nữa kìa. Đau mẹ. Mẹ ơi con đau bụng quá à. Trời ơi. Mẹ không có nổi luôn. Đau bụng quá. Tôi nó mất bụng vậy? Không. Dạ nhảy tôi chết đi. Nhảy hoài hoài cho chết chơi. Tôi còn miếng máu dự trữ. Chết đi chút nữa cũng chết tiếp đó. Hiểm độc. Thương tôi quá. Tại mấy người tốt với nó thương mấy người. Đấy bụng cho nên chết. Mẹ con gấu mẹ, sao vậy? Tôi không chỉ mấy người đâu.
là có gấu con luôn á. Chứ nhà nào á? Dễ thương quá. Nhà nào á? Có nhà nào đâu nhà. Ta giết hết nha. Ta sẽ lấy cá của tụi bay bằng cách dùng chính đôi tay của ta. Ta sẽ dụ dỗ các tụi bay về nhà ta. Con có con gấu mẹ ở tôi đi về. Đây bạn nha anh em. Buồn quá đi, hay không quá. Cá đâu nghe này. Ai biết thằng nó làm sao, ai biết. Chị muốn đi tìm gấu bên ơi, bên dẫn thì vàng nè. Chui một con, chui bi một con. Nó là tên, nó tìm chui bi. Nó chết. Ừ. Hả, hả, hả. Chết bởi con gấu á. Sao ạ? Nó giết tôi. Sao chết rồi. Ờ, hát cái gì chứ hả? Ông kia mới bị gấu cắn chết kìa. Nó biết hay vậy? Thì tên bia mà. Tôi đến lại chỗ cũ, tôi bắt nó về nữa. Biết thằng bạn chị nó biết kia là bị gấu cắn. Thì tên tiếng Anh, tôi biết tiếng Anh. Thì bỏ giờ tôi nói gấu cắn chết kìa. Giờ tôi đi lại chỗ cũ. Tôi đang bắt nó. Bắt kiểu mới. Tụi bay mà chạy không ta lại thì đánh tụi bay nè. Đâu Phong, nhớ ở đâu ta quên rồi. Chuyện gấu thôi. Mình nhớ ở đây nè. Đúng rồi, hay kìa. Quê ai vô gấu. Người dám giết ta à, tụi ta sẽ cho người bìa hay nào là lê đô. Tìm rào hả? Tìm gấu, chị muốn tìm rào. Mấy người ghi chữ rào. Chữ gấu. Chà, mấy người ghi chữ rào. Gấu chữ rào cũng giống hơn. Hay biết gì chữ ta. Thằng kia bay bỏ mình bay đây rồi, hồi lạc thiệt.
Con gì nữa trời? Đúng không? Con ngựa chứ con gì? Mỗi đâu con gì? thằng bôi gì của Vin kìa. Nó đang ăn cơm. Ăn cơm gì đó. Nó đang ở nhà ăn cơm. Không, chị nó mới ăn cơm. Vậy. Đừng quýnh nó. Quýnh nó hồi tôi đi quýnh lại mấy người á. Mở đám gấu tụi bay vé mà rồi nữa hả, vượt bố hoài. Bố phải cứu con gấu này cho bằng được. Tôi đang bắt nó về nè. Bố lừa bay nè. Cứ bay phải đi đường này mới đúng. Nhiều lắm ha. Nó chết luôn. Nhiều hổ nữa, hổ bạch nữa. Con kinh đồ ở nha mẹ. Dạ. Đang sáng. Hy sinh vì tất cả. Bố là bố, muốn làm gì là bố chơi. Nói là làm, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ vì một con gấu. Lại đây cưng ơi, bố cho ăn cá nha. Ngoan quá, đi heo đi. Chúng ta gần về tới nhà rồi con ơi, lại đây. Về thôi hả? Tôi cho mấy người hỏi về nè. Ê, không giỡn nha. Tụi bay giỡn với bố thôi. Trời ơi, thằng Bin đang giỡn.
mới vừa chợp mắt thôi đó. Gấu con đâu rồi? Baby Bree. Gấu con đâu rồi? Tụi bay là gấu mà tụi bay không biết nuôi con hả? Trời ơi, mới làm gì đó? Nghi ngờ tụi bay quá. Gấu biết lên nè. Cái hàng kia đi đâu vậy? Cái gì mày có không nha? Gì vậy? Khoan, tôi đang làm công việc cho nên không có để tối được. Để nó sáng. Chút nữa tôi chỉnh tối. Lạc cờ mờ nào trời. Lạc trôi. Hàng này đặt trôi. Lạc trôi đi theo con sông mà về. Ừ. Đâu biết hay vậy. Ông này đẩy tôi á, tôi phải đi. Chết mất đường không. Vô duyên tôi đang nói nè. Minh mà tôi nói trước. Đậu phộng, sao tụi bay cứ ám sát ta hoài vậy? Ê. Như đây gặp chó không ta? Có. Lại này. Anh đi lạc trôi. Tôi đi lạc xong hồi tôi luôn. Về theo con sông mấy hôm mấy đạn. Như là hằng này là tôi chết. Trời ơi, chết khở. Ai vậy? Chết trong ngày khở. Thanh niên bạn cũng vui đó ha. Chơi đùa vui vậy. Xong gấu kia không đi. Tôi đang bắt gấu. Bắt hoài cũng về nhà đi. Nhỏ đang lo con lo cháu ở nhà. Nó lẹ ngoài. Em đi chết về nhà đi. Đi lạc trâu thôi. Ủa không đi đâu chơi hả? Hết tiền. Hả? Hết tiền. Hết đi hả? Hết tiền không đi được. Kết bạn với vợ. Xin tạm biệt thế giới. Như vậy. Ê, thanh niên bắt gấu lần này. Chơi mà vui lắm mà, có người lo tôi trời ơi.
What the fuck you? Ủa sao nó lép game rồi? Buồn đời nó chia tay thôi, tình bạn bên không có bàn. Còn có 3 đứa thôi. Và một đứa nữa là đi rủ server. Bắt cấu về, bắt cấu về. Làm cái chuồng cho tôi. À tôi có cái chuồng rồi. Vô đây gấu. Ừ vô đây ngoan. Đúng là gấu ngoan. Ê máu nha. Tôi đang chạy chậm. Máu à. Tôi giết mấy người luôn nè. Nó giết tôi mà. Tôi bị trúng cái gì rồi? Vô cái phòng này nè. Mấy người chết đi rồi, họ nó đi theo tôi. Chết đi. Chết đi em. Chết nè em. Để tôi giết mấy người cho nhanh gọn. Wow, một anh chàng đi. Ở lộn, anh chàng server vào. Wow. Tại sao lại chết rồi? Rồi bắt được gấu. Ăn xiết đẹp trai quá ha. Đẹp vãi nồi luôn. Anh đẹp trai quá. Anh đẹp trai quá. Anh đẹp trai quá. Em 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 đẹp trai quá. Đi nói chung hết kìa. Ừ sẽ đậu phộng sao giờ mưa. Con chó này chính. Cho tối đi, nó sáng ngoài chán quá. Sáng ở đầu á đứa nào ăn gan kìa. Càng tiếp. Đậu phộng. Wow, anh đờ. Rồi hiểu rồi đó, có đứa ăn gian trong game rồi đó. Gì đó? Một thằng ăn gian đó chính thằng Tip. Thằng này hacker phải không? Hai mau, hacker phải không? Hacker phải không? Thanh niên chạy trốn kìa, để tôi tích kích nó ra luôn. Thanh niên dám ăn gian của ta. Còn trốn luôn, thấy không? Tôi kích nó ra. Thanh niên ăn gian như bò. Bò tót đi ăn cơm hả? Đi ăn cơm đi. Hết người dám phá nhà ta được. Ừ. Giờ còn tiết rơi đâu tí. Ừ anh đi ngỡ mình đi tự em. Đậu phộng kích thằng tiếp ra. 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 Hay không? Kích chưa? Này thì ăn gan. Ta kích thằng ra nè.
Leader Master không phải là. Kích. Còn đó tôi kích nó kìa. Đâu phải đâu, có khi nó tự vậy sao? Không, nó làm xét đó. Thấy không? Nó làm xét cho mình đó. Giờ mình bị nhiễm xét luôn rồi nè. Không hết luôn á. Tại sao mi lại hít tôi? Tại sao mi lại giết tôi? Mấy người đâu rồi? Xin lỗi nha, I'm so sorry. Ủa mấy người đâu? Tôi có kiếm nè, tôi có cần câu nè, rồi tôi có cúp nè, rồi tôi mệt. Sắm xếp nhiều quá, ngồi chán nè. Đi làm gì chứ đâu? Về nhà đi sắm xếp pin bật chế độ gì cho hết tiếp. Cho vào nhà được không? Em có kim cương thì không đó. Trời ơi. Ok, cho vào nhà nha. Cảm ơn. Có thiệt gì đâu. Kim cương bố có rồi nè, kiếm kim cương nè, nhìn đi, nhìn không? Nhìn không? Nhìn nè, nhìn nè, nhìn nè. Ừ, khoe cũ đó. Ghi chữ. Mở nha. Nãy mình giết chị, nay tôi cho được game. Mấy người không được ở chung mấy người. Tôi hỏi tôi ghe không có người vô nữa. Cha. Mày đặt khoe ư? Bạn đi đâu đi coi cái mặt nó cho này. Không cái đường như nó là tiếc con dài. Ủa sao mấy người có tiếc? Ủa kì vậy? Đâu nè, tôi đâu? Kể đi, bật tiếc cho tôi thấy nè. Nó bị gì rồi? Ê, đừng nó vô nhà tôi ở nha. Kìa. Để bố vô cho. Nhà chơi nha. Mấy người không được vô. Cần một người. Tên gì vậy? Nói gì vậy? Ăn súp nấm không?
cho tôi hả? Ăn đi. Tôi cho hàng nào tôi ăn. Nhà tôi xả nước cứu. Ủa sao người không lấy cứu? Nè bố có cá nè. Chưa đói. Chưa được. Bên qua đây ăn. Ừ, Vũ ăn nha. Comment dịch chuyển lại. Kính kè. Rồi. Nằm gối đầu. Vậy chưa? Dạ. Rồi ốc ngồi lại đi thôi, mẹ con ghen. Rồi rồi. Chưa đói anh ơi. Pin bật chế độ sáng lên đi. Sao tiếc ghê hoài vậy? Hỏi thằng này có thấy tiếc không? Ủa tội nó vậy à. Nè. Tội nó chữ nó không thấy đường. Hey, wow. Hey, 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 hey. Yes. Mày cũng có kiếm hả? Ừ. Tôi có kiếm mạnh. Hi. Rồi hành đi. Cho cái xiển. Sao tối rồi, còn có nữa. Đó. Có chưa? Đây. Ăn đi. Hey. Đẹp quá ha. Hey.
Thế nhưng mà đang có dự thảo rồi. Ai không sử dụng? Tạ chốt luôn á. Hàng Mr. Chip á, các bạn tôi gọi bữa là đi vũ luôn. Thằng kia giờ mới vừa. Ừ, đâu có. Đỡ đang mặn rất mạnh mà còn bày đặt nữa. Đậu không? Sao vậy? Tự nhiên nó lết. Hả? Tự nhiên nó lết à? Nó chuyển cái nhà tui đâu á. Tôi tiếc ít lắm. Bạn đã chụp hình mấy? Sẽ cho nó đoàn tiền đi cơ. Ai biểu mấy người không ngủ? Tôi lo nói chuyện. Vậy nó chỉnh chó cho mấy người về ngủ. Ai biết chết đi. Làm cách chết á. Ai không? 就把人放在这里 那怎么吃, 怎么吃, 乱来, 没礼貌。 chụp hình máy đâu phải chụp. Để bà ra cái cân này con. Cái 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 cô ấy bà bà không cho tên cô ấy bà bà. Để bà hai bà bà. Em bị mấy người đánh tôi. Tôi kết thúc video đây. Nói đi. Nó bệnh ngưỡng rồi. Giờ ta giết nó luôn nè. Dù. Lại đây biểu.
thấy không, nó lại gần tôi rồi đó, nó làm bạn với tôi rồi đó. Chạy gì nữa, tẻ hi tẻ, mấy người với tôi chụp mấy được. Khỏi chụp mà mi với tôi lại gần rồi mới chụp được chứ, mấy người chết thì hơn lần đại đi. Rồi dân làng cũ mi, dân làng mà mi thấy rồi á, còn dân làng của tôi là vậy luôn này. Vậy mấy người cứ đi, thằng bạn của tôi trời ơi, thằng bạn của tôi cuối cùng cũng vô game rồi á ơi. Trai chào, mấy người kìa. Đi. Tôi đang đi nè. Ken đào nè mi. Thằng này ông Minh nè. Sao mày không lấy? Thằng này kết bạn tôi lâu rồi. Mỗi lần bắn súng á, nói với tôi là bạn thân. Ừ. Nhớ, nó giúp tôi hắn trò chơi kìa, nói gì. Ngồi đây. Ngồi đây. Lên đây. Nó ăn cơm mà. Còn như đu à. Ăn cơm có nghĩa là gì? Cái cây sao nó màu gì ngổ ha? Cây tiết mà. Ngủ. Tôi kích hàng bạn mới ra nha. Sao hả? Ngủ à. Ê Du. Gió. Gia cái nó làm gì? Gì vậy? Chướng mắt quá. Tôi kích nó ra. Nó chửi rồi hả?
phụ mẹ gì không? Làm gì vậy? Gì? Thôi mệt quá. Sáng đi. Enderman kìa. Đáng rồi. Ê, à, cái tôi. Ê. Lại sửa mày à. Để chị kêu thằng này chụp hình. Và mình sẽ kết thúc video tại đây. Nhớ like và subscribe cho mình nha.